Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Khoan Pin Nhật Bãi của em. Hôm nay thì em có cái đầu Maruyama MS153 giới thiệu tới các bác. Nó được gắn trên cái động cơ Kubota đời mới. Con máy này thì có thể nói là rất là đẹp, không chê vào đâu được, xuất sắc luôn. Bác nào kết thì liên hệ với em theo cái thông tin ở đây ha. Rồi, đầu tiên em sẽ đi quay lòng vòng cho các bác xem ngoại hình của em nó không chê vào đâu được. Cái này nước hồ nó chảy ra ha. Nước hút đây, nước hồ đây em vặn nó chưa kín này, nó lỏng lỏng em giữ đại. Rồi để ra luôn cho các bác dễ hình dung. Cha nó chạy từ trên bồn chạy ngược xuống đó, rất là đẹp, sơn zin nguyên bản hết nha các bác. Tay hồi bô đen thui luôn, đồng hồ áp còn zin luôn. Có cái chỗ này này, cái này là mình vặn lại là nó khóa, khóa kim không cho kim lên ha. Mình mở ra một xíu là kim ép nó hoạt động ha. Đó. Có bị cái khúc này hơi lỗi kỹ thuật một tí là bị bẻ mất miếng này, hết nửa vầng trăng ha. Nhưng mà cái này thì cũng không có ảnh hưởng gì. Nó là cái núm vặn thôi, cái núm vặn để mở ép ra thôi, mở cho cái đồng hồ chạy hoặc là vặn lại thôi. Đập bỏ cái này đi còn gì mà. Cái này mấy bác xài gia đình rất là tuyệt ha. Động cơ Kubota zin nguyên bản luôn, chưa có vệ sinh vệ xéo gì luôn, lau đi cái là nó mới keng xà beng à. Kubota đó. Đây là thông tin của nó đây nè, trên cái tem này nè các bác có thể nhìn thấy rõ ha. F 25kg 14 lít, tuông 1100 1100. Con này là 2.2 ngựa nha các bác, 2.2 ngựa. Đó. Rồi, bây giờ em sẽ test tả cho các bác xem ha. Chưa bật chìa khóa. Tải các thứ hoạt động ổn định, máy êm ái. Rồi bác nào kết thì liên hệ với em ha. Giá của con này là 4.2 triệu, đã bao gồm phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác ha. Rồi em chào các bác, hẹn gặp lại trong clip tiếp theo của em.